Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em sẽ test cái con máy đột dập 10 tấn này. Máy của Hàn Quốc. Con này là gần như mới tinh các bác nhá. Bác nào có nhu cầu test lên xem, bác nào có nhu cầu thì sẽ liên hệ bên em. Liên hệ bên em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Sau đây bên em sẽ hướng dẫn cách để sử dụng khởi động máy. Đấy. Đây nhá. Như con này là sử dụng nguồn điện là 3 pha 308 này. Con này con áp tổng này, trước khi hoạt động này. Bật cái con áp này lên, xong đấy ta sẽ vặn cái chìa khóa này. Theo hướng chiều kim đồng hồ thì sẽ có điện này. Cái đồng hồ này là đồng hồ báo là số lần mình đã đột. Thì hiện tại con này mà em chưa reset lại thì nó đang đột được 27 lần. Đây này, đồng hồ báo thời gian. Con này là 0.1, đây là tính là 0.1 giây nhá, là thời gian để khi mình ép cái mình đột hoặc là mình chấn một cái gì đấy thì nó sẽ giữ trong vòng thời gian là 0.1 giây, rồi sau đó hành trình sẽ tự đi lên. Đấy, đây là công tắc khởi động nguồn này. Công tắc khởi động nguồn cho motor. Còn con chìa khóa này là vặn sang bên này này. Đây là điều khiển bằng tay. Đây ở giữa này là sẽ là không điều khiển chế độ nào hết. Còn sang chế độ này là chế độ auto, là đột tự động. Đấy. Sau đây thì em sẽ bật motor chạy nhá. Con này ở đấy. Quạt làm mát motor chạy rất êm nhá. Còn con này này. Đây, các bác nhìn đây, con này là có sau cái bóng đèn sáng thì con này nó sẽ là có cái con cảm biến, là khi mà các bác đặt tay vào như thế này thì nó sẽ che với cái ánh đèn từ con này nhìn sang con này, thì là nó sẽ không cho máy tiếp tục làm việc nữa, là nó sẽ giúp cho các bác là khi đột là sẽ an toàn, không bị chẹt tay. Đấy, đây là nút này, nút dừng khẩn cấp, nhấn xuống này bắt đầu motor sẽ dừng. Đấy, hai cái phím hai bên này sẽ là cái phím, hai cái nút hai bên này sẽ nhấn cùng lúc. Các bác đặt tay này, nhấn cùng lúc là xi lanh sẽ tự động đi xuống. Từ sau động đi xuống xong lại đi lên. Còn con này là nút đi lên này, khi dùng ở chế độ bằng tay. Đấy. Đây này em sẽ đột cho các bác xem nhá. Con này có công tắc hành trình, nhưng mà con công tắc hành trình này hiện tại nó đang bị rời, em chưa đấu vào được. Đây. Đây. Sau em sẽ bật sang chế độ đột tự động nhá, bật sang auto này. Cái này em sẽ cài đặt này. Cài đặt cho nó là ví dụ là giữ là 0.5 giây nhá, là nó sẽ tự động đi lên. Anh Tú, đi nhất đi. Nhất. Rồi rồi. Đi chia cả hai cái nó đâu có được, một cái thôi, không cái nào. Cái mới hôm qua thử chạy ok, tối hôm qua chạy thử ok rồi. Phải cho đi lên này chứ. Phải tự động đi lên. À từ từ đã. Cái này đây phải điều khiển bằng tay chứ. Và đang chặn là cái nút là hành trình bên dưới. Đấy. Anh nhấn cái nút ở bên dưới kìa, đấy, nhấn nút đấy. Đây đang là chế độ tự động các bác nhá. Đấy, nó giữ là trong vòng là 0.5 giây là nó sẽ tự động nó đi lên.
Rồi ok nhá. Bọn em là test ok, chạy máy chạy rất rất ok các bác nhá, chạy rất êm. Đấy. Bác nào có nhu cầu máy này thì liên hệ với bên em nhá. Liên hệ bên em theo số điện thoại 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558 nhá. Đấy, máy rất chi là hiện đại các bác nhá. Rất hiện đại. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ bên em. Các bác xem được video này thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh ủng hộ bên em nhá. Em cảm ơn các bác.